những nút tương ứng này, tương ứng với nó. Rồi chỉnh cái delay này về zero nè. Ừ, delay time delay về zero nè. Range chỉnh 200 này, bấm okay. Số định giá 200 đúng không? Rồi, ok. Rồi xong sau đó mình bấm auto call nè, nó có cái này cái auto call. Auto call đó là em gì? Auto call là tự động chỉnh hiệu chuẩn ấy. Thì mình có cái câu zero. Bấm lên bấm xuống là nó chạy lên theo mình ngang qua đi chỗ qua. Nó không có đây, có nghĩa là chỉnh cái bước đầu tiên sóng đầu tiên đúng không? À, giờ có auto call đây đúng không? Mình đã chọn auto call rồi, nó sẽ có B chứ cái này là call zero, call what. Rồi mình chỉ chỉnh cho cái thằng đầu tiên vô thằng call zero trước đi. Nhưng mà mình đầu tiên mình phải đẩy cái rain này tới chỗ điểm zero ra. Đẩy cái gây này tới điểm zero ra. Mình hạ cái DB xuống cho nó bắt cho chính xác. Hết xong rồi tới mới đầu nó. Còn thằng dưới lại cái gì? Bắn hết xong rồi mới cầu tao số. Cái này là gây gì? Thằng này là gây 2, nó có 2 gây mà, gây 1 gây 2. Gây màu đỏ là gây 1. À, màu đỏ là gây 1. Gây 1. Chỉnh cho cái này khoảng là tầm 80% sóng màn hình cũng đây cỡ này vậy được, 60 cũng được. Chọn vô cái vạch đầu tiên nè. Rồi sau đó mình chọn lại cái tình thể kia. Rồi auto call đúng không? Chọn call zero. Chỉ một chiều thôi hàng. Rồi cái này là 25 đúng không? Thì mình chọn nó là 25. Mình bấm lên thì nó chạy chiều khác này. Bấm xuống lại chạy lại thôi giờ. Rồi continue. Đơn chứ? Continue. Rồi. Rồi mà bắt đầu mình đẩy cái này đi. Ví dụ như cái này là bắt sung 2, bắt sung thứ 200, bắt sung thứ 10 đây. Này làm nhớ sung thứ 8, sung thứ 8. 1 2 3 4 cho nó cao lên đi. 7 8 từ từ cho cái sung nó cao lên đớp nha nhớ. Tới đây mình chỉ chỉnh sung cao chứ. Rồi. Rồi mình bấm DB đó mình chỉnh cho sung cao lên. Đúng không? Đó phải đúng 8 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coi. Ở đây xung kia. Rồi. Mình đi. Chỉnh autocall lại. Rồi chỗ đây có chữ call zero nè. Call vợt nè. Call vợt đó là em gì? Call vợt là chỉnh cái xung thứ 2 để hiệu chỉnh á. Mình chọn còn 2 xung mà xung đầu là mình chỉnh rồi. Rồi. Call vợt. Rồi call vợt thì mình quay nó về 200. Rồi đúng rồi. Hồi nãy tới 198 mà. Đây, 200, ok. 200 xong mình bấm Don. Don. Rồi, trong này giờ cái range này nó có thể bị sai xíu, mình chỉnh nó range nó lại. 200, rồi mình hạ cái DB này xuống. Hay nhiều thế, nhiều vừa thôi chứ. Nãy mình nhìn thấy cái này khoảng trên này xíu thôi chứ đỡ chi xa nhiều. Lên thì này hơi cao quá. Okay. Rồi bây giờ mình coi này, mình kiểm tra này. Cái đầu số 8, ồ lộn. Rồi nâng cái sóng cao lên đây, nâng cái xung cao lên đây để kiểm tra một cái bất kỳ coi. Rồi, kiểm tra cái sóng cái này coi. Rồi, cho cái gate 1 qua. Nếu off là không đổi thôi. 90 được máy này xài được cả đầu rồi 90. Nữa? Đó, 150. Đây. 150 chứ còn gì nữa, quay bên đây. 125. Sai số xíu, tại vì nó bắt sóng sóng trước sóng sau nè. Cái này mà chỉnh cho nó nhỏ nhỏ thì nó hai cái nó thành chung mình một. Rồi chỉnh cho nhỏ đi. Ôi chỉnh level này lên, chỉnh level có get lên. Chỉnh level có get lên thì gay. Rồi, chọn level. Cho lên cái bắt sóng bắt đỉnh thôi cho nó đúng. Rồi. Rồi bao nhiêu giờ đó, giờ bao nhiêu? 224 chấm mấy. Sai số mà, cho phép sai số mà. 194, 95, 93 gì đấy. Ok. Rồi lâu. Đông bằng lâu. Đông bằng gì không biết không? Không biết đông bằng, không biết lâu gì ở đây. Bấm full net. Đông bằng mà đây là gì? Không biết. Hả? Nãy anh có nói chuyện. Freezer nè, freezer nè. Ôi chú, dữ quá, bấm vào. Rồi bắt đầu lâu. Cái gì mà. Hồi nãy để thực hành cái này đâu. Ủa chưa chỉ nó đông bằng anh Tương Anh. Phải. Chọn vô file nè. Đúng không? File đây đúng không? Nó có chỗ này nó có relay nè. Rồi. Mình chọn cái mình có cái file thai nè. Mình có hai loại. Thì mình chọn calculation đi.
Rồi xong cái này cũng chỉnh như này chỉnh. Bấm cái số lúc nãy bảo lương số 10, 11, 12, 13 mà sao lương số 1 thoại. Này là mất. Ủa xong bấm panel bấm sao Tuấn Anh? Tuấn Anh. Panel bấm sao? Ok. Vô chỗ